cảnh báo. Video có nội dung to tròn, nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai. Vui lòng cân nhắc trước khi xem hoặc xem trong chế độ ẩn danh. Shall we begin? Là một người tiêu dùng rất quan tâm đến thị trường game và thường xuyên tìm mấy trò gì về sờ chim cho anh em xem, nên ngày nào tôi cũng dạo quanh gian hàng của Gà Béo vài lần, biết đâu ăn rùa với được món hàng ngon bổ rẻ thì sao. Nhưng sau nhiều lần lượn quanh quán xá trà đá vỉa hè, tôi nhận ra rằng càng ngày sờ chim càng xuất hiện nhiều game hài tèn. Đương nhiên bạn có thể đổ lỗi là do người ta tà dâm quá, hoặc tôi lạc vào category người lớn. Nhưng theo một nghiên cứu của tôi thì điều tương tự cũng xảy ra ngay cả với những tài khoản không mua hay chơi bất kỳ trò chơi nào thuộc dạng này. Tức là bạn không muốn và không để ý tới chúng thì chúng vẫn sẽ xuất hiện trong recommend của Steam. Nó có mắt, sách có chứng. Theo một thống kê của SteamDB, số lượng sản phẩm not safe for work trên Steam tăng phi mã qua từng năm. Từ 104 trò vào năm 2018, nó đã nhảy lên thành 781 trò vào năm 2023. Nhưng thay vì trốn chạy như mấy thằng men yêu sinh lý thường thấy trong các tác phẩm mèo đen NTR, tại sao các bạn không cùng tôi tìm hiểu từ khi nào và vì sao Steam lại nhiều game hentai đến thế? Nghe khoái đúng không? Thế thì xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, hãy cùng tôi điểm qua đôi chút về lịch sử của thể loại nằm trong góc khuất của ngành game này, anh em nhá. Theo nghiên cứu không chính thức của một giáo sư đã dành nhiều năm để theo đuổi bộ môn nghệ thuật này, thì một trong những trò chơi có nội dung người lớn đầu tiên trên thế giới dành cho chiếc máy gia đình Apple II được sản xuất vào năm 1977. Với hạn chế về kỹ thuật thời đó thì sản phẩm này toàn chữ và chữ mà thôi. Người chơi sẽ phải tự tưởng tượng ra những hình ảnh nóng bỏng trong đầu. Tuy nhiên, với chủ đề nhạy cảm như thế, rất khó để người ta có thể kiểm soát được sức sáng tạo của những nhà làm game. Đặc biệt vào những năm 1980, khi mà ESRB vẫn chưa ra đời, hệ thống kiểm duyệt gần như không tồn tại và mọi thứ cực kỳ dễ dàng, trở nên quá tầm kiểm soát. Vào năm 1982, trò chơi 18 cộng có tên là Custer Revenge dành cho hệ máy Atari 2006 ra đời. Nó nhanh chóng kiếm về rất nhiều tiền, đặc biệt là tiền ảo. Cụ thể thì bạn sẽ được nhập vai một thiếu tướng tên là George Armstrong Custer. Ông là nhân vật lịch sử có thật, mất mạng trong cuộc chiến tranh với người da đỏ thế kỷ 19. Nhiệm vụ của bạn vô cùng đơn giản, điều khiển Custer băng qua vô số mũi tên, sau đó tiếp cận và làm điều săn bậy với một người phụ nữ da đỏ đang bị trói để phục thù. Hết. Thế mà tôi cứ nghĩ chỉ mấy thằng cha bên Nhật mới rặn ra được mấy quả ý tưởng biến thái như này. Nào giờ tôi nhầm à? Đương nhiên, với cái câu chuyện và gameplay vượt mọi khung giải Oscar như thế, thì trò chơi này nhanh chóng bị tế lên tới xuống. Năm 1988, tạp chí Ahoy đã gọi Custer Revenge là một sự xúc phạm đến ngay cả phép lịch sử thông thường. Định kiến về game người lớn nói riêng và trò chơi điện tử nói chung thời kỳ này càng ngày càng trở nên nặng nề, và đương nhiên, các sản phẩm not safe for work cũng chẳng có dịp phát triển. Thậm chí đến mãi sau này, định kiến trên vẫn tương đối nghiêm trọng. Nếu bạn còn nhớ thì trong phiên bản GTA San Andreas đã từng khiến công ty mẹ là Take-Two Interactive bị kiện chỉ vì bản mod Hot Cafe cho phép người chơi mở khóa minigame ẩn, trong đó nhân vật chính là CJ sẽ Netflix and chill với mấy cô bạn gái. Cuối cùng thì hãng này đã phải trả số tiền bồi thường lên đến 20 triệu USD. Sống chung với bão mãi thì con người cũng dần khôn ra. Các hãng phát triển dần dần tận dụng yếu tố nhạy cảm như phương pháp thu hút người chơi thay vì làm hẳn game chỉ xoay quanh thể loại này. Và phương pháp trên đã được rất nhiều công ty lớn trong ngành sử dụng. Các đoạn cắt cảnh nóng bỏng đã trở thành chất xúc tác để thu hút người chơi. Có thể kể đến một số cái tên rất thành công như Mass Effect 3 của BioWare, God of War, Heavy Rain hay là series The Witcher. Nhưng trong khi Mỹ đang đau đầu kiểm duyệt thì ở quốc gia sản xuất anti-virus gắt nhất hành tinh, ngành công nghiệp game mèo đen bắt đầu phát triển vượt trội. Vốn rất thoáng trong mấy dạng nội dung mát mẻ, nên vài công ty cực kỳ nguyện tại Nhật đã cho ra đời hàng loạt siêu phẩm để đời, khiến cho mấy otaku đứng ngồi không yên. Một trong những cái tên sớm nhất được ghi nhận chính là Lolita Yakuken, được phát triển bởi BSK vào năm 1982. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự trở nên thú vị vào năm 1992, công ty L phát hành tựa game Dokiyusei. Trò chơi này yêu cầu bạn phải tán độ những cô gái trước, sau đó mới được hưởng thụ thành quả. Lối thiết kế này vô tình biến cái trò chơi thành cuốn tiểu thuyết hẹn hò cực kỳ thú vị, khai sinh ra thể loại dating sim, và cho đến nay nó vẫn được giới trẻ cũng như là fan FA ưa chuộng. Sau này khi Suroki phát hành Canon vào năm 1999, ngành công nghiệp game mát mẻ Nhật Bản chính thức bước sang một trường mới. Chỉ chứa vỏn vẹn 7 cảnh đặc biệt, trong khi nội dung thì chẳng thua gì những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Canon nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt đến từ fan hâm mộ, bán được 300.000 bản, và đây là còn chưa tính doanh số trên hệ máy BSB. Nhưng trên hết, nó đã trở thành tiêu chuẩn cho những đàn em sau này. Thậm chí, trong quá khứ, trò chơi trên còn được ví như là lễ rửa tội của những otaku trẻ. Các sản phẩm nhà kỳ luôn rất hay, và nếu được, tôi khuyên các bạn nên trải nghiệm thử một lượt Canon, Air, Glanat để biết chúng xuất sắc như thế nào anh em nhá. Dần dần, thế hệ game thủ sau này đã có những cái nhìn cởi mở hơn về thể loại trên. Ngay cả Việt Nam, các trò chơi thuộc thể loại nói trên cũng được những anh em ủng hộ tương đối nhiệt tình, mà cái tên tiêu biểu nhất chính là Teaching Feeling.
tuy không nói ra nhưng phần lớn định kiến xã hội cũng như cách nhìn của đa số khách hàng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Cứ như vậy, cái từ game mèo đen bắt đầu dần dần và xuất hiện trên những trang web cửa hàng game. Đây còn chưa kể rất nhiều sản phẩm chất lượng cao, đem lại nguồn lợi nhuận cực kỳ lớn cho những studio. Có thể kể đến như Honeypop, Myra, Honey Select. Một số từ game trong quá khứ từng được dán nhãn là hai tên, nhưng qua thời gian, chúng dần dần thay đổi trở thành thương hiệu lớn trong ngành giải trí, mà tiêu biểu nhất có thể kể đến như đậu muối Fate Grand Order. Cho ông nào chưa biết thì FGO vốn bắt nguồn từ một thương hiệu visual novel eroge kinh điển Fate Stay Night được phát triển bởi Thai Moon. Vậy là từ một sản phẩm người lớn, hiện nay nó được chuyển thể thành rất nhiều trò chơi, anime, manga khác nhau, sở hữu lượng fan khổng lồ trên khắp thế giới. Trước vòng xoay không ngừng nghỉ đó, cuối cùng thôi lại tưởng chừng như ở ngoài lề ngành công nghiệp game đã chính thức có mặt trên Steam. Vào năm 2018, có 93 tựa game dán nhãn là Not Safe for Work. Con số này tăng lên 180 vào năm 2019, sau đấy là 261 vào năm 2020. Và trong năm 2022, có đến tận 523 trò chơi được gắn nhãn là Not Safe for Work được phát hành. Mức tăng tương tự cũng có thể thấy qua các nhãn liên quan như nội dung người lớn và hai tên. Steam thậm chí còn đi xa đến mức họ đang âm thầm phát triển một tính năng cho phép người dùng có thể ẩn đi những tựa game nhạy cảm khỏi thư viện của mình, đồng thời ngăn không cho bạn bè nhìn thấy bản thân đang đốt bao nhiêu thời gian vào chúng. Nước đi tinh tế này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng Valve đang dần hướng đến các nội dung người lớn sau này. Những con số đó khiến người ta phải tự hỏi rằng vì sao mà trên Steam lại lắm game mèo đen thế? Ai là người làm ra chúng và để làm gì? Đương nhiên là để có thể phát triển một tựa game hoàn chỉnh, bạn cần phải biết một số kỹ năng nhất định như lập trình, viết lách, vẽ vời, thiết kế các kiểu các kiểu. Tuy nhiên, không khó để các bạn nhận ra yêu cầu đến từ người chơi điện tử với những sản phẩm thông thường cao hơn rất nhiều. Công nghệ càng ngày càng phát triển thì các thượng đế càng dần trở nên khó tính hơn trước. Để thu hút được sự quan tâm của game thủ thì cần phải tạo ra nét độc đáo riêng. Đó có thể là cơ chế gameplay đột phá, mới lạ, không đụng hàng, dễ chơi, dễ làm quen. Nếu gameplay không quá đặc biệt, bạn cần phải đầu tư vào các khía cạnh còn lại như một phong cách đồ họa độc đáo, người chơi chả hiểu mình đang nhìn cái gì, hay các trang cốt truyện nhức não. Ngay cả với những tựa game indie, vốn phần nào được nhìn nhận là thoải mái hơn, bản thân chúng nếu muốn thành công cũng cần phải đem lại cho người chơi những cảm giác mới mẻ, khác người, thậm chí là có chút kỳ quặc. Đây chính là cách ngành công nghiệp này vận hành. Do đó, để sản phẩm thu về lợi nhuận, các nhà làm game phải cần rất, rất nhiều nỗ lực. Hãng game có to đến mấy mà chỉ cần làm ăn bát nháo một tí là lập tức họ sẽ xuất hiện trên kênh game cực hay. Ừ, cái kênh nào mà cái thằng thu âm nó bị cảm xúc á, không biết nữa, lạ quá trời. Tuy nhiên thì bằng một cách nào đấy thì game người lớn rất ít chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố như thế này. Câu hỏi là tại sao? Câu trả lời xuất phát từ chính những người chơi mà thể loại này phục vụ. Thường họ không quá khó tính, đây là một ưu điểm cực kỳ lớn giúp giảm bớt gánh nặng cho cả dây chuyền sản xuất. Một khi tất cả những gì bạn quan tâm chỉ là phân cảnh nóng bỏng thì mặc nhiên tiêu chí đánh giá của những thứ ngoại lệ sẽ được hạ xuống khá khá. Thậm chí người ta là càng cần trò chơi đơn giản một chút để có thể dễ dàng mở khóa phân cảnh tiếp theo. Việc sở hữu tập khách hàng có phần dễ dãi, tạo ra một hạng mục đầu tư tương đối thân thiện, dễ chơi, dễ trúng thưởng, miễn bạn chấp nhận gạt liêm sĩ ra chỗ khác mà thôi. Anh em có thể dễ dàng tìm thấy những trò chơi người lớn trên Steam. Về tổng thể thì hầu hết trong số chúng đều có thiết kế nhân vật rất bình thường. Animation vụn về, gameplay visual novel nhấn chuột trái là qua mạng, không có gì nổi bật, hay gặp lỗi và nội dung thì phần nhiều chẳng đâu vào đâu. Đấy là còn chưa kể đến rất nhiều sản phẩm còn đang trong quá trình phát triển và hoàn toàn có thể bị cha đẻ đớp bất kỳ lúc nào. Nếu đây không phải là game người lớn, chắc chắn sẽ bị chê đến thảm hại. Nhưng khách hàng dễ tính chính là lý do đầu tiên khiến càng nhiều cái tên xuất hiện trên thị trường. Và chỉ cần chúng không vi phạm pháp luật thì hoàn toàn có thể chiếm trệ ngồi trên Steam với mức giá rẻ như trò không. Không cần yêu cầu quá cao về chất lượng hay đầu tư chất xám thì hiển nhiên kinh phí phát triển cũng sẽ được tiết kiệm rất nhiều. Nhưng khi nhắc đến mấy tựa game có chủ đề nhạy cảm như thế này thì sẽ thật thiếu sót khi không đề cập đến khả năng kiếm tiền của chúng. Cho dù vẫn còn ít nhiều định kiến, song những tựa game hai tên đến từ nhà phát triển danh tiếng vẫn hoàn toàn có thể kiếm về rất nhiều tiền và thậm chí nhiều hơn con số bạn nghĩ, không thua kém bất kỳ bom tấn nào trên thị trường. Trước tiên, hãy đến với những ông lớn. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến là Subverse. Trò chơi này vào thời điểm xuất hiện đã leo chiếm trệ trên top game bán chạy trên Steam. Một thành tích không hề nhỏ khi tựa game 18 cộng nhà FOW có thể cạnh tranh với tất cả những tựa game như CSGO, GTA 5, Apex Legends hay Social AI đứng chém chệ trong top 20 tựa game có doanh thu cao nhất tháng 3 2018, ngang hàng với nhiều bom tấn đình đám như Doom Eternal hay Half-Life Alyx. Nếu so sánh về mặt chất lượng thì hai cái tên kể trên chẳng có bất kỳ cái cửa nào bì được với những siêu phẩm còn lại. Từ đồ họa, gameplay, danh tiếng, bất kỳ cái gì cũng không bằng cái móng chân người ta. Nhưng chỉ vì nội dung chính xoay quanh vô số cảnh nóng với những cô gái xinh đẹp mà doanh thu của chúng đem lại vẫn ngang hàng như ông lớn AAA vào thời điểm đó. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại đấy.
Cũng giống như sự trỗi dậy của game indie, nhiều năm trở lại đây, những sản phẩm not safe for work còn là lựa chọn lý tưởng cho vô số thành phần nguy hiểm khởi nghiệp, đặc biệt là digital artists. Những người vốn đã có kinh nghiệm về vẽ tranh hoặc làm video về thể loại này, với danh tiếng cùng lượng fan hầm hố có sẵn, họ sẽ tạo thêm một tài khoản để gọi vốn trên bay trên, kêu gọi những fan donate tiền ủng hộ, sau đấy lấy kinh phí từ đó chậm rãi hoàn thiện trò chơi của mình. Thành công thì ăn dày, còn fail thì remake lại hoặc bỏ luôn làm cái khác. Nếu trò chơi có chất lượng tốt và tác giả chịu khó đầy liên tục thì họ có thể thu về rất nhiều tiền. Và cái tên điển hình tiên tiến trong mô hình này có thể kể đến như Adapted Steep, tác giả trò chơi 18+ Wildlife, thu về 96.000 đô một tháng. Duck Cookie, người phát triển Summertime Saga thì con số sẽ rơi vào khoảng 58.000 đô một tháng. Hay Succubus với tựa game Hi-Ten Visual Succubus cũng bỏ túi khoảng 36.000 đô mỗi tháng. Không chỉ những cái tên nổi tiếng mà ngay cả những nhà phát triển thông thường, thu nhập của họ từ trò chơi Not Safe for Work cũng dao động từ 200 đến 1.000 đô cho mỗi tháng. Hơn đức làm YouTube các bạn ạ. Đầu tư ít, lợi nhuận cao, vậy nên thiên hạ đua nhau thử vận may là lẽ dĩ nhiên. Lý do tiếp theo lý giải cho sự phổ biến của dòng game Hi-Ten trên Steam chính là nhờ sự công nhận của nền tảng này. Trong quá khứ, đã từng có một khoảng thời gian dài những trò chơi mang tố người lớn khó thể xuất hiện trên Steam, bởi vì vào thời điểm đó, dính đến nội dung nhạy cảm là gà béo cắm hết. Hành động này được cho là do một số tổ chức chống nội dung Hi-Ten của Mỹ đã gây sức ép lên Steam. Nhưng vì Steam là nền tảng quá tốt, rất nhiều pseudo vẫn chấp nhận kiểm duyệt chỉ để trò chơi của mình có thể lên kệ. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi vào năm 2018, nổ ra một cuộc tranh cãi giữa Valve và hàng loạt những nhà phát triển như Unibop, Top Hat Studio, Hammer Fist Studio, Winter Wolf, Wingate Cloud, thậm chí đến cả trùm cuối ngành game Hi-Ten là Illusion cũng bị vạ lây với VR Canojo. Hành động có phần nặng tay này khiến cộng đồng fan hâm mộ cảm thấy vô cùng bức xúc. Mọi chuyện tệ đến nỗi nhiều nhóm phát triển đã phải tính đến chuyện rời bỏ Steam để đến với những nền tảng khác thoải mái hơn như Nutaku hay X.io. Nhưng rất may, cuối cùng Valve đã chấp nhận nhượng bộ cho những người chơi trên 18 tuổi được phép đến với những tựa game người lớn. Giờ đây, Steam chỉ cấm những trò chơi 18+ sử dụng hình ảnh người thật và không được dán nhãn giới hạn độ tuổi phù hợp mà thôi. Nhờ động thái nới lỏng quy tắc này mà dần dà các sản phẩm Not Safe for Work bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Vào tháng 6 2013, người ta thống kê được có 7.716 trò đang được dán nhãn nội dung người lớn trên Steam. Và Steam của chúng ta bị vấy bận như thế đấy các quý vị à. Một nguyên nhân không kém phần quan trọng, nếu không muốn nói là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc người chơi thời gian gần đây liên tục bị nhồi vào mặt những tựa game Hi-Ten, chính là bởi vì hệ thống giới thiệu sản phẩm của Steam. Mỗi game thủ đều có gu thẩm mỹ và sở thích khác nhau, và mỗi ông một quả profile khác nhau. Do đó, Valve sẽ tạo một thuật toán để có thể đề xuất trò chơi phù hợp với sở thích của từng người. Điều này không có gì là quá đặc biệt cả. YouTube, TikTok có những cách tương tự để show nội dung mà họ nghĩ là bạn sẽ thích. Dĩ nhiên, thì để thực hiện được điều này, thuật toán sẽ nhìn vào lịch sử của người xem. Các bạn hay xem hài bẩn bựa thì liên tục gặp hài bẩn bựa, hay xem em gái nhảy nhảy lắc lắc thì sẽ được đề xuất thêm em gái nhảy nhảy lắc lắc. Cụ thể chúng hoạt động thế nào thì rất phức tạp, nhưng hiểu đơn giản thì các thuật toán này dựa vào những gì bạn đã xem để tiên đoán thứ bạn sẽ thích. Hệ thống trên Steam thì đơn giản hơn khá nhiều. Nó sẽ dựa vào lịch sử, thời gian chơi gần đây của bạn. Thích game đối kháng sẽ được giới thiệu thêm game đối kháng. Thích game bắn súng sẽ được giới thiệu thêm game bắn súng. Nghe đơn giản đúng không? Nhiều ông xem đến đây sẽ bảo, tào lao, tôi có chơi game Hi-Ten bao giờ đâu mà chúng vẫn xuất hiện đây này. Như đã nói trên, phía trên chỉ là lý thuyết mà thôi. Cái Valve nghĩ bạn thích và bạn thực sự thích thường chẳng bao giờ giống nhau. Để điều tra về vấn đề này, một nhà phát triển game vô cùng rảnh đổi có tên là Eric Johnson đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thử nghiệm thuật toán. Và ông bất ngờ phát hiện ra rằng, ngay cả khi đã điều chỉnh để lọc các trò chơi dành cho người lớn, thì bằng một cách quy bu nào đấy, vẫn có 59 trò chơi phong cách anime Hi-Ten lọt vào danh sách khám phá. Sau nhiều lần tìm tòi, mò mẫm, cuối cùng ông rút ra kết luận rằng, ngoài sở thích của người dùng, cửa hàng này sẽ tự động đề cử những tựa game có tiêu chí như mức độ phổ biến, đánh giá tích cực từ người chơi và cả tag do người dùng gắn trên game đó. Ví dụ, Elden Ring có gắn Soulite, Dark Fantasy, Open World, RPG, 3D. Sở tiên mà thấy bạn chơi trò này nhiều nhiều thì sẽ tự khắc đề cử một loạt sản phẩm có những tác giống như trên. Nhờ cách thức hoạt động cực kỳ thông minh này mà chỉ cần bạn chơi một trò nào đấy có chút xíu yếu tố người lớn, ví dụ như The Witcher 3 chẳng hạn, thì rất nhiều tựa game Hi-Ten nghe tức xếp hàng đợi bạn ngay trên tràng đầu. Và bạn biết gì không? Chúng sẽ không xuất hiện cho đến khi mẹ bạn mở cửa vào phòng.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng Steam đã, đang và sẽ tiếp tục xuất hiện tràn lan những trò chơi với nội dung người lớn. Nhớ nhất thì chúng ta vẫn có quyền quyết định liệu có xuống tiền mua chúng hay không. Và vừa rồi là một số lý giải cho hiện tượng này. Bạn thấy lý do nào hợp lý hơn cả? Hãy để lại comment bên dưới cho tôi biết anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.